đặc biệt chúng ta cùng quay trở lại tại sân Modapa để theo dõi diễn biến trận đấu sau sân 7 ở trong buổi tối ngày hôm nay. Đây là cuộc so tài của cao thủ La Đình và Thiên Mù FC. Như vậy là hiệp 1 của cuộc so tài giữa hai đội bóng cũng đã được bắt đầu. Chào những người anh em. Cảm ơn khán giả Trần Thành hay anh Hữu Lê. Trong buổi tối ngày hôm nay và ngày hôm nay, anh Nhân và anh em ekip đã có những sự thay đổi về một số hình ảnh. Và như vậy vừa rồi là có bàn thắng dành cho cao thủ Long Khê. Người băng xuống đó là Nam Cam. Một tình huống tốt, anh đã can thiệp và tâng bóng để có thể vượt qua được thủ thành của cao thủ Thiên Mụ để mở tỷ số. Quả bóng rất nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến cho bánh lưới của đối phương bị rung lên. Việc thay đổi về Thảo, họ đã bị thủng lưới, họ đã bị dẫn trước. Và tiếp tục là những pha áo sát. Cuối cùng thì cao thủ bên phía Thiên Vũ cũng đã có được pha lập công để có thể sắp bàn đi xu. Người ghi bàn đó là cầu thủ màu số 79 Bình Cương. Qua người và khoảng trống mênh mông ở phía trước và dứt điểm thành công của Bình Cương. Nhưng họ lại là đội bóng bị thủng lưới trước. Nhưng nó cũng đánh giá đúng với tình hình trên sân khi mà ngay sau đó không lâu thì đội bóng này cũng đã có bàn thắng để sang bàn tỷ số. Và bây giờ họ đang hướng đến việc có thể dâng cao tỷ số và chính xác điều đó đã xảy ra. Một cú dứt điểm rất gọn gàng từ hành lang cánh phải của số 4 bên phía Thiên Bụ. Và tình huống ghi bàn rất gọn gàng dành cho Thọ Cường để đưa tỷ số lên 2-1. Một viễn cảnh mà anh Yên vừa nhắc đến cho trận đấu này và nó vừa được thực hiện rất gọn gàng đến từ Thọ Cường. Còn với cao thủ bên phía Long Khê thì số 6 cũng đã có mặt ở là cánh phải. Cú dứt điểm khá khó chịu và tỷ số dành cho cao thủ của Long Khê đó là cú đúp của số 7 Nam Cam. Cả hai bàn thắng dành cho cầu thủ này đó là cú đúp. Hơi khó khăn nhưng Long Khê vẫn biết cách để đưa bàn tỷ số của mình về trạng thái cân bằng trong một cú dứt điểm hoàn hảo nữa. Xem ra thì duyên ghi bàn của số 7 đang tỏ rõ và khá son ở trận đấu này cho màu áo của Long Khê. Và này đọc lên chút cho nó hài hước, nhưng mà không hài hước bằng số 8 của đội bạn được. Nghe cái tên là biết rồi, Hiếu hài hước. Xem ra thì ở trong khu vực 3A dạo này có khá nhiều những nghệ sĩ hài đi đá banh. Đá phạt cho cao thủ Thiên Mụ, nguy hiểm. Cú dứt điểm thẳng rất lạnh lùng cho Phương Tuấn để nâng tỷ số lên là 3-2 cho cao thủ Thiên Mụ. Mặc dù thủ thành Phúc Báo đã có phản xạ, đã đổ người hết tầm với, nhưng đó thực sự là một cú dứt điểm quá khó của Phương Tuấn dành cho thủ thành của Long Khê. Sự góp mặt của Phương Tuấn và anh đã giúp cho Thiên. Đó là khả năng điều tiết tốt cho tình huống vừa rồi của Phương Lâm. Và lại là cơ hội nữa, Thọ Khương cũng vì mà khá hay. Ghi bàn rất thuyết phục của số 4. Bây giờ thì anh đã dứt khoát hơn và có bàn thắng thứ 4 cho cao thủ Thiên Mụ. Cầu thủ số 4 ghi bàn thứ 4. Và anh cũng vừa thành công cho cú đúp của mình. Sự đồng đều trong đội hình và cách chơi và tính kỹ thuật cao, cao thủ Thiên Mụ đang có thế trận tốt hơn Phương Tuấn. Trong khi đó là hai pha lập công của các thủ Long Khê ghi do công của Nam Cam. Đó là cú dứt điểm của người gác đền ở hiệp 1. Chính xác rồi, Phúc Báo đã có pha làm bàn dành cho các thủ Long Khê. Đứng trước khung thành, nhưng sau đó thì anh đã được đẩy lên với vẫn là chiếc áo hồng rất nổi bật trên sân và anh đang khiến cho mọi thứ nổi bật hơn khi mà anh đã có bàn thắng. Thì chính xác rồi, anh Nhiên đọc Phúc Báo mà. Tỷ số được rút ngắn còn 3-4 cho các thủ Long Khê.
Nagam bật bóng nguy hiểm. Tỷ số được nâng lên là 5-3 cho cao thủ của Thiên Mụ. Tận dụng sơ sẩy thành công. Người ghi bàn lần này đó là cầu thủ Mao số 39 Hoài Nam. Bàn thắng thứ 5 cho cao thủ áo vàng xanh. Đây là cầu đấu được bố trí từ đội hình xuất phát cho cao thủ Thiên Mụ. Và thậm chí lúc này anh đang sắm vai trò cực kỳ quan trọng trước khung thành của Thái. Nguy hiểm sút từ góc trái nhưng là thành bàn cho cao thủ Thiên Mụ FC. Dù là 6-3. Một pha bóng đầy khó chịu từ hành lang cánh trái dành cho cầu thủ Mao số 39 và đó là cú đúp của Hoài Nam. Bóng đã đập đất và đó khiến cho người gác nền của Long Khê đó là Tấn Đạt không thể để bóng ra ngoài. Yếu tố bất ngờ đã xảy ra với Tấn Đạt. Quả người rất tốt. Cơ hội 7-3 và tỷ số tròn trục cho trận đấu này. Lần này đó là pha ghi bàn của Phúc Thịnh. Tuy nhiên lúc này thì thời gian mới chỉ là phút thứ 11 của hiệp đấu thứ hai. Mọi thứ là và Hugo. Ba cầu thủ đang đá lùi về sâu để đẩy Thái Vũ lên đá tuyến tiền vệ. Nam Cam đã trở lại cho hàng tấn công của cao thủ bên phía Long Khê. Và cùng với Phúc Báo, cơ hội hat-trick công đây rồi. Tỷ số rút ngắn còn 4-8 dành cho cao thủ của Long Khê. Và lần này là hat-trick của Nam Cam. Dù kết quả của cô Sula này có như thế nào nhưng đây cũng là một đêm mà Nam Cam đã thi đấu rất tròn vai. Bởi vì anh ghi 3 bàn thắng cho cao thủ Long Khê. Và bàn thắng còn lại nó lại là một sự thú vị khi chính là người gác đền ở hiệp 1 Phúc Báo. Trong khi đó thì 8 bàn thắng của cao thủ bên phía Thiên Mụ là hat-trick của Hoài Nam, cú đúp của Thọ Khương, của Phương Tuấn và của Phúc Thịnh. Phúc Báo yếu liên tục, nó cứ chập chờn như thế nào. Quyết định dọc biên vẫn còn xoay sở khá dẻo và có bàn thắng thứ 9 cho Thiên Mụ. Người đã gây sức ép tốt từ hành lang cánh trái đó là cầu thủ Mao số 8 Hoàng Lâm để khiến cho những sự chật choạc trong màu của cầu thủ Long Khê. Tỷ số là 14. Người ghi bàn đó là cầu thủ Mao số 6. Hết Hoàng Lâm gây sức ép và đến bây giờ là Đức Duy. Đó là cú dứt điểm từ xa. Bóng đi ở tầm thấp. Tiếp tục có pha làm bàn dành cho cao thủ của Thiên Mụ. Lần này đó là tình huống ghi bàn dành cho cầu thủ Mao số 4. Như vậy là Khương Thọ Khương cũng đã hoàn thành xong bàn thắng thứ 3 của mình và đó là hat-trick dành cho Thọ Khương. 11-4 cho cao thủ Thiên Mụ. Vẫn là Thọ Khương 3-3.
Bầu Tý. Tỷ số là 12-4. Bây giờ thì sau nhiều nỗ lực thì Bầu Tý cũng đã có bàn thắng cho riêng mình. Nhiều khả năng thì cầu thủ áo số 15 sẽ là người ghi bàn đã đích cho trận đấu ngày hôm nay. Bởi đơn giản là thời gian chính thức của so tài còn khá ít. Cầu thủ đầy triển vọng, chỉ cần có nền tảng thể lực và thể hình dày một chút và khả năng ra chân sát thủ hơn một chút thì hoàn toàn là một cầu thủ tốt và tiếp tục có bàn thắng 13-4 dành cho cao thủ Thiên Vũ. Lần này đó là pha ghi bàn của số 4 Thọ Khương và poker dành cho cầu thủ này. Rất thuyết phục. Đó là điều mà cao thủ của Thiên Vũ dành cho đối thủ của mình. Thọ Khương. Sở Lý Hỏng, Phúc Thịnh. Rất đông các cầu thủ áo vàng. Và liệu có bàn thắng nữa? Chính xác là như vậy. 14-4. Và đến lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu của cao thủ Thiên Vũ và Long Khê trong buổi tối ngày hôm nay. Tỷ số chung cuộc là 14-4 giành chiến thắng cho cao thủ Thiên Vũ. Và quý vị khán giả thân mến, đừng quên quay trở lại Chia Lê Bóng Đá vào tối mai. Chiều tối mai để chúng ta cùng gặp nhau. Và bây giờ thì anh Yên chúc anh em ngủ ngon và chúc cho anh em có những ngày cuối tuần vui vẻ. Tạm biệt.